Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó không chỉ liên quan đến sự ổn định và phát triển của đất nước mà còn phản ánh cam kết của chính phủ trong việc xây dựng một xã hội minh bạch và hiệu quả. Nói về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc đấu tranh lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa, làm tốt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Phải làm triệt để, xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, trì trệ, làm cho có ví dụ, bỏ dở giữa chừng, chờ cho hết thời hạn rồi dừng. Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến tốt hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Phải thực sự trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng trong đấu tranh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, có bước tiến mới cả ở trung ương và địa phương. Cụ thể, năm qua các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ án, 2079 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Đặc biệt, nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn đọng kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Vừa qua, trình bày báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông tin, trong năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ án, 2079 bị can về tham nhũng, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, ghi nhận từ VTC News. Ông Võ Văn Dũng cho biết, dù mới được thành lập, nhưng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã triển khai quyết liệt toàn diện cả về phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, trong năm 2022, Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành 212 cuộc kiểm tra giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra kiểm tra các chuyên đề vụ việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương. Báo cáo nêu các vụ việc điển hình như thanh tra việc thực hiện một số gói thầu, dự án liên quan đến tập đoàn FLC, công ty AIC, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty AIC, Cục Lãnh sự, Cục Đăng kiểm. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông tin, trong năm 2023, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 260 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo. Như vậy, tính từ khi thành lập đến nay, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 679 vụ án vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo. Đáng chú ý, cũng trong năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2079 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn đọng kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Theo ông Võ Văn Dũng, minh chứng là tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều giám đốc sở, bí thư huyện ủy. Lào Cai khởi tố nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hà Nam khởi tố điều tra một nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một nguyên giám đốc và một phó giám đốc sở. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng thông tin, một số ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo chống tham nhũng tiêu cực trong chính các cơ quan chống tham nhũng, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều trường hợp cán bộ công chức trong các cơ quan này có sai phạm về tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, kết quả đó đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Giờ đây, trên nóng và dưới cũng đang nóng lên rồi. Trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Gión nêu, trong năm 2023, Ủy viên kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Ông Trần Văn Gión cho biết, năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên, có 73.329 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,6%.
qua kiểm tra cấp ủy các địa phương, đơn vị, kết luận có 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên. Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 9.795 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng và 2.645 đảng viên. Báo cáo nêu rõ, năm 2023, cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên, có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy viên các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên. Về việc kê khai tài sản, thu nhập, ủy viên kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra giám sát đối với 7.393 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, kết luận 239 đảng viên, chiếm 3,23% số đảng viên được kiểm tra có vi phạm khuyết điểm. Cơ quan kiểm tra chỉ rõ một số vi phạm khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định, để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm. Cũng trong năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng, tăng 2,92% so với năm 2022. Thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên, tăng 10,64% so với năm 2022, có 3.073 cấp ủy viên. Báo cáo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 và kế hoạch số 52 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và các điều kiện thực tiễn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.